Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, trên một chiếc thuyền gỗ, ẩn mình trong đám lau sậy rậm rạp, có 6 người đang vô cùng lo lắng, vây quanh một lão nhân đang bế song mục ngồi giữa thuyền. 6 người này là Bạch Trường Phiêu, Giang Hào, Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử, Tiêu Hàn Nguyệt và Chi Cơ Tử. Lão nhân bế mục ngồi giữa chính thuyền, đó chính là Đồng Đại Phu, người vừa được giải cứu khỏi tay của bọn Tam Thánh Hội. Trong thuyền có thắp một ngọn đuốc nhỏ, nhưng tất cả những cửa sổ đều được che kín, bởi trong khung cảnh hung hiểm thế này, không một ai dám khinh khuất để lộ tung tích. Phi Vân Tử đã liên tiếp dùng 7 loại thủ pháp giải huyệt, nhưng vẫn không thể nào làm cho Đồng Đại Phu tỉnh lại, nên lão khoanh tay đứng nhìn và bất giác thở dài. Bạch Trường Phiêu cũng quan sát hồi lâu rồi nói, có thể đây không phải là ngoại lực đả thương, mà là do Đồng Đại Phu vận tập công lực, làm cho toàn thể kết thành một khối rắn chắc như kim cương bất hoại thể của Phật môn. Giang Hào tiếp lời, nhưng rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Người đã cứng như sắt thép thế này thì làm sao sinh mệnh có thể tồn tại được? Thiên Y Đại Sư chậm rãi nói, trong Phật môn tuy có môn thọa thiền giữ cho thân thể bất hoại, nhưng người vẫn có thể nói năng và hành động được, chứ không giống như Đồng Đại Phu hiện tại. Và lại muốn luyện được môn thọa thiền đó phải mất nhiều năm công phu, chứ không nhanh chóng như hiện tượng của Đồng Đại Phu. Chỉ mới 2 canh giờ mà người đang sống lại trở nên cứng đơ như tảng đá thế này. Trưởng Phiêu tiếp, nhất định là Đồng Đại Phu không thể chết và cũng không muốn chết. Lão ta đang lánh kiếp nạn và thừa biết mình không kháng cự nổi sự tàn khốc của cực hình, nên mới cầu lấy sự tự bảo vệ trước. Với thành tựu thâm tu kim đan đại đạo của lão thì có thể tránh được sự đả thương từ bên ngoài khi thân thể đã kết thành một khối như sắt đá. Nhưng nếu chúng ta không kịp thời giải trừ sự trói buộc cho lão thì tài hạ nghĩ qua 4-5 ngày sau rất khó có khả năng phục sinh. Hiện giờ đối diện với chuyện sinh tử của Đồng Đại Phu mà chúng ta thúc thủ vô ký khả thì thật là vô dụng quá. Thiên Y Đại Sư nói, Bạch Thiếu Hiệp, đã không có một quy tắc nhất định nào để tuân theo thì tại sao không xuất thủ thử xem? Chỉ ít chúng ta cũng thể hiện sự toàn tâm toàn lực. Trường Phiêu gật đầu rồi buông tiếng thở dài nói, cũng đành phải thử xem vậy. Tiếng thở dài của chàng khiến cho không khí trong thuyền chợt trở nên bi thương lạ lùng, bởi lẽ trong bọn họ đều có thọ ân cứu mạng của Đồng Đại Phu. Đặc biệt là Tiêu Hàn Nguyệt thọ ân càng nhiều, nàng thấy ân nhân mấy lần cứu mạng đang biến thành người vô tri vơ giác thế này thì lòng cảm thấy vạn phần thương tâm. Nàng muốn bật khóc thành tiếng nhưng sợ làm kinh động nên cô nén lại để cho 2 dòng lệ tuôn ra dòng dòng. Giang Hào thấy vậy thì liền an ủi, tiểu cô nương, chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, bất cứ lúc nào sát thủ của Tam Thánh Hội cũng có thể truy đến, cô nương nên kiềm chế xúc động, chớ nên khinh suất. Tiêu Hàn Nguyệt nói, ơn cứu mạng cao như núi sâu như biển, chẳng khác gì phụ mẫu tái sinh. Tiểu muội thấy Đồng Đại Phu thế này mà chẳng giúp được gì, thật lòng không đành. Đột nhiên Giang Hào vung tay xuất ngũ chỉ điểm liên tiếp 5 đại huyệt và 2 mạch nhâm đốc của Đồng Đại Phu, rồi sau đó nói, da thịt cứng như sắt nhưng hình như huyệt đạo và huyết mạch có một kình lực rất kỳ quái bảo vệ, tựa như hư không hư hư thực thực, không thể nào đả thương được huyệt đạo và cũng không thể khiến huyệt đạo và kinh mạch có phản ứng gì. Thiên Y Đại Sư nói, để lão nạp thử xem. Nói đoạn, lão chậm rãi xuất hữu thủ vò vào giữa lưng của Đồng Đại Phu, rồi bế một vận khí. Lập tức có một làn hồng quang hiện lên trên mặt của hòa thượng. Nơi hữu trưởng của lão tiếp xúc với lưng của Đồng Đại Phu cũng có một làn khí mỏng từ từ bốc lên. Đây là một hiện tượng biến hóa rất cổ quái, nên cùng hoàng trên thuyền bất giác đưa mắt nhìn nhau và không giấu được sự ngạc nhiên. Rõ ràng Thiên Nhi Đại Sư đang vận nội công tinh thâm của mình truyền vào thân thể Đồng Đại Phu, với hy vọng có thể đả thông kỳ kinh bát mạch và giúp lão ta tỉnh lại. Nhưng làn khói trắng mỏng nơi hữu trưởng tiếp xúc với lưng là hiện tượng mà xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ. Do vậy nhất thời, hiện tượng này hấp dẫn sự chú ý của quần hồng. Thần sắc của lão hòa thượng càng lúc càng đỏ, cuối cùng lão ngừng tay và thở dài nói,
da thịt đều bị bế phong cẩn mật nên chân khí khó truyền vào được. Lão nhạp thúc thủ vô kế rồi. Chi Cơ Tử nãy giờ tĩnh lặng ngồi quan sát, lúc này chợt cau mày lên tiếng: Bạch thiếu hiệp, có cần lấy huyết thử không? Trưởng phiêu ngạc nhiên buột miệng hỏi lại: Lấy huyết sao? Chi Cơ Tử gật đầu nói: Đúng vậy, nếu Đồng đại phu chưa chết thì huyết mạch sẽ không ngừng lưu chuyển. Hiện giờ lão đã tập kết ra thịt lại và phong bế khí tức tựa như đại pháp quy tức của đạo gia. Điều này khiến cho hoạt động của lục phủ ngũ tạng chậm hẳn lại. Có thể Đồng đại phu thi triển công phu cao minh của thần tiên, gặp biến hóa cũng không giỏi sự tự bảo vệ. Do đó rất có khả năng huyết mạch vẫn lưu chuyển chậm chạp bên trong. Trưởng phiêu nói: Đúng, huyết mạch lưu chuyển chậm nên dường như thể năng cũng ngừng hoạt động. Và Đồng đại phu cũng đang tiến vào cảnh giới vô ưu, thân thể này cũng trở thành kim cương bất hoại. Nói đến đây thì đột nhiên chàng vung tay rút cây kim thoa trên tóc Tiêu Hàn Nguyệt rồi kẹp vào giữa song trường. Thoáng chốc đã có một làn khói xanh bốc lên. Thiên y đại sư kinh ngạc thầm nghĩ: Rõ ràng tiểu tử này có khả năng vận tập thân nhiệt, dùng chân hòa nung cho kim thoa nóng lên. Xem ra lão hòa thượng ta khó lòng thi triển được công phu này. Tuy trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng lão vẫn kiên nhẫn không lên tiếng mà chỉ chú mục theo dõi. Lúc này Trường Phiêu đã dùng đầu nhọn của kim thoa án vào ngón tay giữa trên tay trái của Đồng đại phu rồi vận lực đẩy vào. Chớp mắt, kim thoa đã đâm vào da thịt hơn nửa tấc nhưng không thấy huyết tươi chảy ra. Bạch Trường Phiêu thất kính thầm nghĩ: Không lẽ quá muộn rồi? Thiên y đại sư lại xuất hữu trưởng án lên lưng của Đồng đại phu rồi vận chân khí đẩy vào. Lúc này, nơi ngón tay bị kim thoa đâm vào của Đồng đại phu đã xuất hiện vài giọt huyết dịch bầm tím, sau đó thì chuyển sang màu đỏ và từ từ chảy ra từng giọt một. Đồng thời, song mục đang nhắm chặt của Đồng đại phu cũng chậm rãi mở ra. Lão thở dài rồi gượng cười nói: Lại được các vị cứu sống rồi, lẽ nào đây là thiên ý? Nói đoạn, lão nhắm mắt lắc đầu, dường như lão không vừa lòng với thiên ý vậy. Tiêu Hàn Nguyệt liền bước đến gần nói: Đại phu lòng dạ từ bi như vậy, nếu không được cứu sống thì quả thật trời già không có mắt và quá bất công rồi. Bỗng nhiên Đồng đại phu mở to mắt, hai mục quang nhìn thẳng về phía Tiêu Hàn Nguyệt nói: Hài tử, các ngươi có biết một khi cứu được sinh mạng của ta tức là đã phá hoại năng lực tự bảo vệ của ta không? Mấy mươi năm tu luyện kim đan thần công cũng bị các ngươi phá đi. Từ nay về sau, lão phu đã hoàn toàn mất năng lực tự vệ, thật chẳng biết nói thế nào bây giờ. Tiêu Hàn Nguyệt liền nói: Bọn tiểu nữ sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ lão tiền bối, kẻ nào muốn hại lão tất phải đánh bại bọn tiểu nữ trước. Nàng nói rất thật lòng và giọng rất khẳng khái, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng nên đành dừng lại nửa chừng. Nàng liếc một quang nhìn xung quanh thì phát hiện thần sắc của mọi người đều lộ vẻ trầm trọng. Tuy không có ai trực tiếp phản đối, nhưng đối với thái độ mà suy nghĩ thì rõ ràng mọi người không nghĩ như nàng. Đồng đại phu nói tiếp: Sau khi ta mất đi năng lực tự bảo vệ thì không ai thật sự bảo vệ được ta cả. Rõ ràng Tán Hoa tiên tử có thành tựu về pháp thuật cũng khá là cao thâm. Ta đoán được thành tựu của Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt, bọn chúng đã học được nhiều tuyệt kỹ thất truyền trong võ lâm, có khả năng là những tuyệt kỹ tà môn ác độc. Tuy ta nhìn thấu được sinh tử của nhân sinh, nhưng đối diện với thủ đoạn tàn khốc và cực hình của đối phương thì quả thật vô cùng hổ thẹn, ta không thể nào chịu được. Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói: Do vậy mà đại phu dùng kim đan thần công phong bế lục phủ ngũ tạng và đại huyệt toàn thân để cho thân thể tự hóa kiếp. Đồng đại phu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Trường Phiêu nói tiếp: Vạn bối xin tỉnh giáo, hành vi đi ngược với tự nhiên này sẽ làm cho sinh cơ mất đi hoàn toàn phải không? Đại sư có thể cầm cự trong bao lâu? Đồng đại phu khẽ nói: 3 ngày, trong vòng 36 canh giờ nếu không tỉnh lại thì sinh cơ hoàn toàn mất đi, thân thể cũng vĩnh viễn cương cứng và từ đó hóa thạch. Trưởng phiêu nói tiếp: Nhưng hiện tại đại phu đã tỉnh lại hoàn toàn và tình thế cũng khả quan hơn. Tuyệt nghệ mà đại phu truyền lại, bọn vãn bối cũng không thể để cho đại phu thất vọng, tất cả đều đã luyện thành. Đồng đại phu nói: Thế thì tốt, lão phu có thể an tâm nhắm mắt rồi. Nhân sinh quý ở chỗ tự biết mình. Các vị tuy đã có tuyệt kỹ và công lực đủ để đánh bại đối phương, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ lão phu. Cách tốt nhất cho các vị, hãy giúp cho lão phu chết một cách yên tĩnh. Các vị hãy dựa vào tuyệt kỹ lão phu truyền lại mà tận tâm giết địch, như thế đã báo được thù hận cho lão phu rồi. Trường phiêu trầm ngâm một lát rồi nói: Với khả năng của lão tiền bối,
lẽ nào không nghĩ ra được một biện pháp hoàn hảo hơn? Đồng đại phu lắc đầu nói, lão phu đang nghĩ rất lâu rồi, rất khó có được kế sách lưỡng toàn nên mới quyết định thi triển kim đan thần công phong bế cơ sinh. Tuy thân thể biến hóa tựa như đá, nhưng vẫn có khả năng lưu lại nhân gian trong một thời gian dài. Bây giờ các vị đã trích huyết cứu người, tức là đã phá đi nội công kim đan của lão phu, trong vòng 10 năm không thể nào luyện lại được. Giang Hảo nói, lão tiền bối có thể ẩn cư ở nơi thành thị đông người, dù bọn Mộ Dung Trường Thanh có nhiều tay mắt, nhưng cũng không thể nào tìm ra lão tiền bối giữa biển người bao la. Đồng đại phu chậm rãi nói, có thể tránh được sự truy tìm của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia, nhưng tuyệt đối không thể qua được tay mắt của Tán Hoa Yêu Nữ. Có lẽ các vị không hình dung được hậu quả khi bọn chúng tìm được lão phu sẽ như thế nào đâu. Lão phu không tin là mình có thể giữ được bí mật trong lòng, và bọn chúng cũng thừa hiểu lão phu đang nắm trong tay bí pháp có thể hủy hoại các vị một cách dễ dàng. Trưởng phiêu tuy đã có dự đoán trước nhưng kinh ngạc đến biến sắc, chàng liền hỏi, lão tiền bối có thật như thế không? Đồng đại phu chậm rãi gật đầu nói, thật vậy. Nếu các vị chiếu theo tâm pháp mà lão phu đã truyền mà luyện cho thành đạt, thì các vị đã có khả năng kháng cự lại sự đả thương của đao kiếm rồi. Tuy chưa thể nói là đao thương bất nhập, nhưng chỉ ít ra cũng không đến nỗi mất mạng. Ngoài ra các vị có thể đề kháng bách độc xâm phạm. Giang Hảo tiếp lời, về phương diện này vãn bối đã thử qua. Nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán phóng kiến độc ra, nhưng không phát huy tác dụng được. Đồng đại phu nói, phải cẩn thận hơn nữa. Lão phu đã quan sát kỹ và thấy rằng người của Minh Nguyệt quán ngoài thuật pháp ra, bọn chúng còn nghiên cứu kỹ về dược vật. Nếu có thể tránh được thì cứ tránh, đừng đem thân thể ra thử nghiệm. Lão Dịch Mộc Quang nhìn qua Phi Vân Tử rồi nói tiếp, khi nào gặp lại Long đạo trưởng thì xin nói là bạn cũ ở Nam Nhạc đi trước một bước nhé. Nói xong lão ngồi tọa thiền và bế song mục, thần thái như sẵn sàng đón nhận cái chết. Bạch Trường Phiêu buột miệng thở dài nói, bọn vãn bối đã làm hại lão tiền bối rồi. Đồng đại phu không mở mắt nhưng miệng vẫn nói đều đều, thế sự khó đắc toàn, vì ta tham đi đường tắt mà quên mất đạo lý dục tốc bất đạt. Năm xưa nếu ta chịu phân tâm luyện vài môn võ công thì đâu đến nỗi có kết quả như hôm nay. Trưởng phiêu nói, nếu bọn vãn bối không chích huyết phá đi kim đan thần công của lão tiền bối thì... Đồng đại phu lắc đầu, cũng chết thôi. Chỉ có điều thiên ngôn vạn ngữ trong lòng không nói ra được, nên chết rất đau khổ và chết không tài nào nhắm mắt. Phi Vân Tử tiếp lời, lão tiền bối không thể chết được. Lão tiền bối cầu nhân đắc nhân, bọn bần đạo làm sao ăn nói với Long đạo trưởng đây. Đồng đại phu nói, khi chuyển thu cho lão phu, có lẽ Long đạo trưởng đang nghĩ đến kết cuộc như thế này, nên Long đạo trưởng cũng không thể trách ngươi được. Các vị phải hiểu cho lão phu, còn sống trên thế gian một ngày thì nguy hiểm cho các vị còn tồn tại một ngày. Trưởng phiêu chậm rãi nói, Tán Hoa tiên tử có khả năng về y đạo và dược vật, vậy lẽ nào bà ta không phối chế được dược vật hai bọn vãn bối sao? Đồng đại phu nói, có thể được, nhưng chỉ là độc dược giết được người thường thôi, chứ chưa chắc giết được các vị. Nhưng một khi lão phu tiết lộ ra phương thuốc đó thì bọn chúng không cần phải hao binh tổn tướng mà có thể lấy mạng các vị một cách dễ dàng. Do vậy phương thuốc đó vô hại với người khác nhưng lại độc hại với chư vị. Trưởng phiêu bèn nói, vãn bối không tin, độc dược là độc dược, làm sao có chuyện vô hại với người khác mà lại độc hại với bọn ta. Đại phu vẫn còn đường đi thì hà cớ gì phải tìm đến cái chết. Đồng đại phu nói, loại dược vật đó vốn vô độc và cũng không thể hại người, nhưng nó có khả năng làm cho các loại dược vật khác biến đổi, được dược vật tương khắc và trở thành độc khí chí mạng. Một khi nó phát tác thì không thuốc nào chữa được, bởi lẽ trong thân thể các vị vẫn còn tồn đọng phần lớn năng lượng dược tính. Lão phu dự đoán trong vòng 3 năm mới tiêu tan hết. Những dược vật tương khắc này khi tiếp xúc với nhau thì lập tức các vị bị hủy hại ngay, mà đối phương không cần động thủ. Trong vòng 3 ngày dược vật biến đổi, và khi phát huy tác dụng hoàn toàn thì các vị sẽ hư thoát mà chết. Thần sắc của Bạch Trường Phiêu hiện lên vẻ cổ quái, chàng hỏi, thật thế sao? Tán Hoa tiên tử cũng khá am tường về việc phối chế dược vật. Lẽ nào bà ta không thể phối chế ra thứ dược vật có thể hại chết bọn vãn bối sao? Đồng đại phu lắc đầu, khả năng đó rất khó xảy ra. Bởi vì nếu không biết lão phu dùng những dược vật gì giúp các vị đột phá giới hạn của thể năng, thì dù bỏ ra 10 năm nghiên cứu, bọn chúng không thể tìm ra dược vật tương khắc. Do vậy lão phu lo lắng nhất là chuyện bí mật này bị tiết lộ.
Trường Phiêu buông tiếng thở dài rồi nói, bây giờ bọn vãn bối phải làm thế nào? Nếu như bọn vãn bối bị độc dược của chúng hại chết, thì hóa ra chẳng phải là phụ công tái tạo thể năng của lão tiền bối lắm sao? Và có lẽ đó cũng không phải là tâm nguyện của lão tiền bối khi trợ giúp cho bọn vãn bối. Đồng đại phu nói, do vậy biện pháp tốt nhất là hãy giúp lão phu chết một cách thanh tĩnh. Khi nằm dưới ba thước đất rồi thì toàn bộ bí mật vĩnh viễn được vùi chôn theo. Sở dĩ lão phu phải chọn cách này là vì năng lực chịu đau khổ của con người có hạn, vượt qua một hạn độ nhất định thì sống không bằng chết. Dù là kẻ thượng trí hay hạ ngô, tuyệt đại bộ phận con người đều không nhịn nổi sự dày vò của cực hình. Thiên Y đại sư lên tiếng, đại phu, sau 3 năm thì bọn lão nạp có thể tránh được nguy cơ bị đối phương dùng dược vật khống chế phải không? Đồng đại phu gật đầu nói, đúng vậy, sau 3 năm thì dược vật sẽ biến hóa vào da thịt và trở thành năng lượng vốn có trong cơ thể các vị. Khi đó khả năng kháng độc càng cao và khả năng kháng cự đao kiếm xâm phạm cũng mạnh hơn, thân thể trở thành thứ cương cân thiết cốt vô cùng rắn chắc. Tuy nhiên, Tam Thánh Hội sẽ không chờ 3 năm sau mới truy sát các vị. Nếu lão phu đoán không sai thì Tán Hoa Tiên Tử đã phóng một loại dược vật dính vào người các vị. Trường Phiêu liền nói, phải chăng đó là thập lý tín hương? Như vậy có nghĩa là lúc nào bà ta cũng có thể truy tìm ra tung tích của bọn vãn bối. Đồng đại phu khẽ gật đầu nói, không sai, nhưng bà ta dùng dược vật gì và thi triển phương pháp thế nào thì lão phu không dám nói chắc. Tuy nhiên, một khi Tam Thánh Hội đã nắm chắc việc truy tìm hành tung của các vị thì bọn chúng có thể mai phục sát thủ để bất cứ lúc nào cũng khả dĩ truy kích. Hiện giờ các vị tự bảo vệ mình đã rất khó khăn rồi thì làm thế nào mà phân tâm bảo vệ cho lão phu được? Trường Phiêu nói, với khả năng dụng dược vật của lão tiền bối thì lẽ ra phải có phương pháp giải trừ thập lý tín hương của Tán Hoa Tiên Tử chứ? Đồng đại phu gật đầu nói, đương nhiên, nhưng trong tay của lão phu phải có dược vật mới được. Đáng tiếc lúc này lão phu chẳng có loại dược vật nào cả. Thiên Y đại sư xen vào, dược vật thì có thể mua, nhưng cởi toàn bộ y phục bên ngoài đốt đi và tắm rửa sạch sẽ thì có thể thoát được sự truy tung của Tán Hoa yêu nữ không? Đồng đại phu lắc đầu, đối với Tán Hoa yêu nữ thì sợ rằng phương pháp đó không có kết quả gì. Bây giờ các vị nên chọn một địa điểm thật kín đáo để an trú và lập một kế hoạch đối địch lâu dài mới được. Trưởng Phiêu nói, lão tiền bối có bị trúng thập lý tín hương không? Nếu không thì bọn vãn bối có thể đưa lão tiền bối đến một nơi bí mật, rồi sau đó sẽ quyết chiến với Tam Thánh Hội một trận. Thiên Y đại sư tiếp lời, lão nạp cũng có ý này, chúng ta vừa đánh vừa lui, khi nào nắm chắc được cơ hội thì quyết chiến với ba nhân vật đầu não của Tam Thánh Hội một phen. Tam Thánh Hội là một tổ chức chuyên quyền thái quá, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Tổng Hội mà hành xử. Nếu chúng ta sống mái với ba nhân vật hội chủ thì tin rằng toàn bộ hệ thống của phân hội sẽ nhanh chóng tan rã trên giang hồ thôi. Trường Phiêu liền hỏi, nếu thất bại thì sao? Chúng ta phải làm thế nào để thu thập tàn cuộc? Thiên Y đại sư nói, Tam Thánh Hội nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bọn chúng sẽ huy động toàn lực lượng để truy sát chúng ta. Do vậy chúng ta phải bố trí mấy bí đạo để thoát thân. Nếu cảm thấy trên người vẫn còn dược vị để địch nhân đuổi theo tung tích thì theo lão nạp chúng ta nên ngâm mình trốn dưới nước thôi. Qua 3 ngày 3 đêm vẫn không giải trừ được dược vật thì âu đó cũng là thiên mệnh vậy. Đồng đại phu nói, phải vận động cho thân thể xuất mồ hôi rồi ngâm mình dưới nước 3 ngày đêm mới đủ. Tuy nhiên nếu không giải quyết chuyện của lão phu thì đại họa lúc nào cũng rình rập bên ngoài các vị. Lão phu nói rất chân tình, mong chư vị hiểu cho. Trưởng Phiêu nói, lão tiền bối, lẽ nào ngoài cái chết ra thì không còn cách gì khác sao? Với tài trí của tiền bối nhất định có kế sách hay, tại sao tiền bối không nói ra? Đồng đại phu gượng cười nói, lão phu vẫn chưa tu hành tiên đạo nên chỉ là một phàm nhân mà thôi. Huống hồ các vị đã phá đi kim đan thần công thì bây giờ lão phu chỉ còn là một lão nhân hư nhược không hơn không kém. Nếu bị đối phương bức phải nói ra bí mật hại các vị thì mong các vị chớ trách lão phu không nói rõ từ trước. Lão phu đã cạn lời tại đây, chư vị hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong lão nhắm mắt ngồi tính toán như pho tượng. Phi Vân Tử quét một quang nhìn qua Bạch Trường Phiêu và nói, Bạch thiếu hiệp, những lời đại phu nói là sự thật, vấn đề phải thế nào chúng ta có thể cùng thương lượng, thiếu hiệp không nên tự gánh trọng trách một mình. Trường Phiêu nói, biện pháp tốt nhất đương nhiên nghe theo sự thỉnh cầu của Đồng đại phu, giúp cho đại phu chết một cách yên tĩnh, nhưng ai trong chúng ta có thể hạ thủ giết đại phu? Tiêu Hàn Nguyệt xen vào, sơ huynh,
Đồng đại phu có ân tái tạo đối với chúng ta. Nếu chúng ta không thể bảo vệ an toàn cho đại phu thì cũng không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa được. Trưởng phiêu nói, hợp lực 5 người chúng ta thì đương nhiên có thể bảo vệ an toàn cho đồng đại phu. Nhưng vấn đề là có thể bảo vệ được bao lâu? Một khi Tam Thánh Hội tập trung cao thủ vây kích chúng ta, thì đương nhiên bọn chúng có bảy bố việc đối phó với đồng đại phu. Giữa ta và địch nhân số quá sai biệt, nên chúng ta khó lòng phân thân chiếu cố. Đồng đại phu tiếp lời, tiểu cô nương, Bạch Thiếu Hiệp nói đúng đấy. Nhân số các ngươi quá ít nên không thể bảo vệ được lão phu. Thiên Y Đại Sư cắt lời nói, đại phu, lão nạp nghĩ ra một biện pháp là giữa việc bị đối phương bắt đi và chuyện tử vong nhất định phải có một điểm cân bằng. Trong lòng đại phu đã rõ điều này, thế tại sao không muốn nói ra? Đồng đại phu chậm rãi nói, lão phu không muốn mạo hiểm. Món nợ này lão phu đã tính tới tính lui kỹ rồi. Với tình thế trước mắt thì bất cứ người nào trong các vị cũng đều quan trọng hơn lão phu, không thể hy sinh người nào cả. Nếu phải vì lão phu mà liên lụy thì rõ ràng lực lượng của các vị sẽ tổn hại và suy yếu ngay. Khi đó không những chẳng giải cứu được Long đạo trưởng, mà sẽ khiến cho võ lâm đồng đạo vĩnh viễn rơi vào màn đêm của ác nghiệp. Đồng thời các vị cũng đi ngược với tâm nguyện từ bỏ đại nghiệp tiên đạo mà gia nhập giang hồ của lão phu. Trưởng phiêu khẽ thở dài rồi nói, lão tiền bối, bọn vãn bối có thể hoàn thành tâm nguyện của tiền bối và cũng có thể giết tiền bối, nhưng phải ở vào tình thế không còn cách nào khác thì bọn vãn bối dùng đến thủ đoạn cuối cùng đó. Hiện giờ lão tiền bối đã có ký sách trong lòng, tại sao không nói ra để mọi người thương lượng, hoặc giả có thể tìm một biện pháp an toàn hơn. Lúc này trong màn đêm thâm u tĩnh mịch, chợt vang lên tiếng đập cánh của loài chim ăn đêm lướt qua đỉnh ngọn thuyền. Chi cơ tử liền thổi tắt ngọn đuốc và sau đó nói, bọn chúng đã tìm đến rồi. Lão phu nghĩ nguy cơ đang ập xuống đầu, không thể không tìm cách đối phó trong tức khắc. Hiện tại lão phu có một biện pháp, nhưng chẳng biết có khả thi hay không. Trường phiêu liền dục, lão tiền bối nói ra xem, nếu khả thi thì chúng ta lập tức hành động ngay. Chi cơ tử chậm rãi nói, may mắn là Tam Thánh Hội chưa biết chúng ta có bao nhiêu người, nên chúng ta có thể lợi dụng điều này để hành động. Hòa thượng, đạo sĩ và Giang Tam công tử cùng đi với nhau, công việc chủ yếu là dụ địch về hướng Kim Lăng. Lão Khiếu và Tiêu Côn Nương sẽ đưa đồng đại phu đến ẩn cư ở Hồ Châu, sau đó chúng ta tập trung ở Thái Hòa Đường. Nơi đó đồng đại phu còn tồn trữ khá nhiều dược vật và một số thuộc hạ, nên có thể giải trừ được thập lý tín hương. Nhưng trong 5 ngày đêm phải tiềm phục dưới nước để đến Hồ Châu, liệu Tiêu Côn Nương có chịu nổi vất vả này không? Tiêu Hàn Nguyệt nói, lão tiền bối chịu đựng được thì đương nhiên tiểu nữ cũng chịu đựng được. Thiên Y Đại Sư liền nói, biện pháp này rất có lý, nhưng còn một vấn đề nữa. Chi Cơ Tử liền cắt lời nói, lão lăng chúng ta đã hiểu, khi chúng ta phát hiện không thể bảo vệ được đồng đại phu thì phải để lão ta ra đi phải không? Trưởng phiêu khẽ gật đầu nói, sau khi chúng ta tập trung ở Thái Hòa Đường thì có thể long tranh hổ đấu với Tam Thánh Hội bao nhiêu trận cũng được, nhưng trước tiên phải an bài chu đáo cho đồng đại phu rồi mới yên tâm quyết chiến. Tiêu Hàn Nguyệt xen vào, còn hai chuyện nữa, đại sư chớ quên đến tham kiến Đường lão bà, và Giang huynh chớ quên dò la tin tức về Lợi Nhân Đường. Chúng ta đang rất cần nhân thủ, nếu quả thật Giang lão minh chủ có lưu lại phục binh thì đây chính là thời cơ để sử dụng. Một lời như để tỉnh người trong mộng, Giang Hảo nói, đúng vậy, gia phụ đã nghĩ đến tình thế giang hồ sau 20 năm, nên toán phục binh này tất không phải là hạng tầm thường. Tất nhiên tài hạ sẽ đi gặp bọn họ, nếu những nhân vật này nhận ra tài hạ thì mọi việc sẽ thuận tiện hơn. Trưởng phiêu tiếp lời, khi đại sư tham kiến Đường lão bà thì cũng nên nói những lời do Thiên Kính đại sư truyền lại, chớ để bà ta sinh lòng ngờ vực. Chi Cơ Tử xen vào, theo hiểu biết của lão phu thì xưa nay ngõ hẻm Đường ra luôn bị tai mắt của Mộ Dung gia theo dõi. 20 năm như một ngày, mọi việc ở đây đều âm ả trôi qua. Nhưng rốt cuộc có phải Đường Hồng quy ẩn trong ngõ hẻm Đường ra ở Kim Lăng hay không thì khó mà đoán trước được. Và lại Đường Hồng còn tại thế hay không cũng không ai biết được. Trưởng phiêu tiếp lời, ẩn cư nơi náo thị người đông như kiến cỏ, nên đương nhiên là khó có thể truy tìm tung tích. Nếu có thể nhiều người bảo vệ thì việc truy tìm càng khó khăn hơn. Tuy nhiên nếu Thiên Kính đại sư không nắm chắc việc này thì tuyệt đối không thể nhắn lại cho chúng ta. Điều quan trọng là trang phục và tướng mạo của đại sư, khi đó phải để cho đối phương biết đại sư là một hòa thượng thật sự mới được. Chi Cơ Tử gật đầu nói, ý của Bạch Thiếu Hiệp muốn nói là phải để cho đối phương phát hiện ra thân phận hòa thượng của đại sư
thì sẽ có người đưa chúng ta đến diện kiến Đường Hồng. Trường Phiêu chỉ khẽ gật đầu, chàng chưa kịp nói thì Giang Hảo đã lên tiếng. Được, chúng ta sẽ dẫn dụ địch đến Kim Lăng, rồi lặng lẽ chuyển hướng sang Hồ Châu. Chi Cư Tử tiếp. Thôi, cứ quyết định như thế, chúng ta hãy chia nhau hành sự đi. Nói đoạn, lão cắp một ống lau sậy đưa cho Đồng Đại Phu và nói. Đại Phu hãy giữ lấy, khi lặn xuống nước, nó có thể giúp cho chúng ta hô hấp dễ dàng hơn. Giang Hảo đỡ lấy Đồng Đại Phu nói. Tài hạ đưa các vị đi một đoạn. Nói xong chẳng bước xuống nước trước. Tiêu Hàn Nguyệt và Chi Cơ Tử cũng học theo cách của Giang Hảo, nên khi nhập thủy không để phát ra tiếng động. Bạch Trường Phiêu quét một quang nhìn ra xa xa rồi nói. Hình như có khoái thuyền đang tới, nhị vị phải cẩn thận một chút. Tạm thời Tài Hạ không thể xuất hiện mà phải hộ tống Đồng Đại Phu vào bờ an toàn. Sau đó Tài Hạ sẽ hội kiến cùng nhị vị ở Kim Lăng. Phi Vân Tử liền hỏi. Có cần ước định ám hiệu liên lạc không? Chúng ta có thể tùy lúc mà thay đổi thân phận đó. Trường Phiêu lắc đầu nói. Không cần, để lại ám hiệu sợ rằng khó thoát khỏi tai mắt của Tam Thánh Hội. Vì chuyện tham kiến Đường lão tiền bối phải tốn khá nhiều tâm cơ được. Nếu Giang Lăng Ba có lực lượng tiềm phục ở Giang Nam thì đây là sự trợ lực rất lớn đối với chúng ta. Các vị nhất định phải thu dụng cho bằng được. Nhị vị hãy bảo trọng nhé, hẹn tái ngộ ở Kim Lăng. Nói đoạn, chàng quay người qua mạn thuyền bên kia và thoáng chốc đã mất hút tung tích. Lúc này, trên hồ đã nghe tiếng mái chèo khua nước từ xa vọng lại. Thiên Y đại sư khẽ vén rèm cửa nhìn ra ngoài, đồng thời cũng để cho làn gió đêm thổi vào mặt thêm phần tỉnh táo thần trí. Phi Vân Tử bước đến gần hòa thượng, khẽ nói. Thuyền đến từ phương vị chính bắc, hình như đã tiếp cận trong phạm vi 5 trượng rồi. Thiên Y đại sư gật đầu nói. Chúng ta dĩ tính chế động, chờ đối phương tiếp cận rồi mới hành động xuất thủ phản kích. Phi Vân Tử nói. Đúng vậy, bần đạo cũng nghĩ như thế. Xuất thủ là giết vừa đi. Chỉ đáng tiếc là Giang Tam công tử chưa kịp trở lại. Thiên Y đại sư mỉm cười nói. Hình như Giang Tam công tử đang trở lại kìa. Tam công tử đang ẩn thân trong nước ngoài 2 trường. Lúc này có một chiếc khoái thuyền đang lướt tới ngoài 3 trường. Kỹ thuật của người chèo thuyền tỏ ra rất cao minh. Thuyền phải luồn lách trong lau sậy, nhưng đi băng băng và tiếng động cũng rất nhỏ. Có lẽ người trên khoái thuyền đã trông thấy thuyền gỗ của bọn Thiên Y đại sư, nên tốc độ đột nhiên gia tăng, lướt qua đám lau sậy mà xông thẳng đến. Chớp mắt khoảng cách chỉ còn 4-5 thước, có thể sải bước là phóng qua mũi thuyền gỗ một cách dễ dàng. Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đều im hơi lặng tiếng, cả hai đều nếp mình nơi cửa sổ khoang thuyền và theo dõi động tĩnh của chiếc khoái thuyền vừa đến. Sau một hồi bất động thì khoang thuyền chợt mở ra, hai đại hán mặc hắc y tức tốc bước ra ngoài mũi thuyền, theo sau là hai đội nhân thủ nai nịt gọn gàng, tất cả đều mang theo trường kiếm bên người. Hai toán võ sĩ này xếp thành hai hàng dọc theo khoang thuyền. Mỗi hàng có tổng cộng 10 người. Kế đó có 4 hắc y nhân từ trong bước ra, hai mang đao, hai mang kiếm. Niên kỷ có 4 nhân mặt này vào khoảng trung niên, dường như đây là những tên chỉ huy. Cuối cùng còn có 4 vị cô nương xinh đẹp xuất hiện. Ngoài trường kiếm mang sau lưng thì 4 thiếu nữ này còn mang theo một túi da rất lớn. Tuy Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử không thấy rõ qua diện mạo của đối phương, nhưng đoán chắc 4 thiếu nữ này là đệ tử của Minh Nguyệt Quán. Trong số đó có tam cô nương Tiêu Đào Hồng và Lục cô nương từng xuất hiện ở Đào Hoa Viện. Lúc này Giang Hào chỉ cần cách thuyền đối phương chừng 1 trượng. Sau khi quan sát tình thế xong, chàng lặng lẽ bơi về thuyền của mình, rồi vào khoang nói với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử. Ngoài 24 thủ hạ của Mộ Dung và Nam Công Thế già, còn có 4 nữ đồ đệ của Minh Nguyệt Quán nữa. Hai ả từng trà trộn vào Đào Hoa Viện thì không nói, đặc biệt còn có 2 nữ đạo sĩ trung niên, trên người đều dắt song kiếm. Nếu vạn bối đoán không sai thì có lẽ 2 nhân vật này ở Minh Nguyệt Quán thân phận rất cao, có thể cùng bối phận với Tán Hoa Tiên Tử. Minh Nguyệt Quán có rất nhiều trò cổ quái, nên khi động thủ chúng ta phải cẩn thận mới được. Phi Vân Tử tiếp lời. Kỳ quái thật, bọn chúng đã tập hợp xong lực lượng mà sao không chịu phát động công kích, còn đợi gì nữa chăng? Giang Hảo nói. Người của Minh Nguyệt Quán rất thiện nghệ việc thi triển độc vật, lẽ nào bọn chúng đang chờ độc vật ngầm công kích chúng ta? Thiên Y đại sư gật đầu nói. Rất có thể, nhất định là có âm mưu ám toán, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước mới được. Giang Hảo nói. Sa Châu ở hướng đông nam là gần nhất, nhưng cũng gần 200 trượng, nhị vị có thể ngâm mình dưới nước để vượt qua khoảng cách đó không? Thiên Y đại sư nói. Tuy lão nạp không thạo công phu sông nước, nhưng dựa vào lao sậy mà đi thì khoảng cách 200 trượng tuyệt không làm khó dễ lão nạp. Phi Vân Tử tiếp lời.
Bần đạo cũng tin là mình có thể vượt qua. Đến Sa Châu rồi thì động thủ bao nhiêu trận cũng được. Giang Hào cũng thừa hiểu, đối với người không thạo bơi lội mà động thủ trên một chiếc thuyền nhỏ là đã mất đi hơn một nửa tiện nghi, nên lập tức nói: "Đi, nhị vị xuống trước, vãn bối xin đoạn hậu." Hòa thượng và đạo sĩ thừa hiểu công phu dưới nước của mình không thể qua Giang Hào, nên Thiên Y đại sư nói: "Không thể độc hành cử địch, bọn lão nạp sẽ đợi công tử ở Sa Châu, khi đó ba bọn chúng ta liên thủ mới có thể chiếu cố lẫn nhau được." Giang Hào gật đầu nói: "Nhị vị yên tâm, Giang Hào này tuyệt không dám tự cường khi địch đâu." Hòa thượng và đạo sĩ gật đầu mỉm cười, hai lão đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt phóng ra khỏi thuyền. Cả hai dựa vào khinh công tuyệt đỉnh lướt trên ngọn lau lách mà phi đi như cánh chim đêm về hướng đông nam. Công phu này có tên gọi là Thảo Thượng Phi, và chỉ những nhân vật có nội công thâm hậu như Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử mới thi triển được mà thôi. Hòa thượng và đạo sĩ cứ thế phóng một cách vượt qua 200 trượng, chớp mắt đã đến Sa Châu. Thiên Y đại sư quét một quang nhìn một vòng thì phát hiện bãi cát này tích tụ thành một bình nguyên rộng lớn. Xem địa thế thì hình như phía đông nam có nơi tiếp giáp với đất liền. Do vậy lão cảm thấy yên tâm, bởi vì có đường rút lui thì có thể vừa đánh vừa triệt thoái. Đồng thời, đạo sĩ, hòa thượng và Giang Hào đã sớm có thỏa thuận là khi không cần thiết thì không tận xuất thực lực để đối phương không biết thực hư thế nào. Không đầy một khắc sau, khi Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đến Sa Châu thì Giang Hào cũng đến nơi hội diện. Nhưng bọn họ vừa mới quan sát địa thế xong thì đột nhiên có bốn bóng đen từ ngoài xa lướt đến, tựa như những cánh rơi bay trong bầu trời đêm mênh mông. Bốn bóng đen này có hai thiếu nữ dung nhan tuyệt diễm, đó chính là Tam cô nương Tiêu Đào Hồng và Lục cô nương. Hai nhân vật kia là hai đạo cô mặc đạo bào màu lam, sắc mặt có vẻ thâm trầm thật khó lường. Phi Vân Tử quét một quang nhìn bốn bóng người đang đứng ngoài ba trường, rồi nói với Thiên Y đại sư và Giang Hào: "Nữ đạo cô này trông có vẻ âm dương quái khí, khả năng bọn chúng đã tu luyện dị thuật và tinh thông phủ chú, nên chúng ta phải cẩn thận mới được." Giang Hào liền nói: "Phủ chú là kỳ thuật, nhưng có thể đả thương người hay không thì vãn bối không dám tin. Nhưng trong hai đạo cô này âm khí rất nặng, nên có khả năng bọn họ đã luyện được thứ võ công ác độc quái dị nào đó, và có thể trên người có rất nhiều độc dược, chúng ta không nên khinh suất." Thiên Y đại sư tiếp lời: "Chuyện có vẻ kỳ bí khó lường, mà có thể trực tiếp đả thương người thì gọi nó là võ công âm độc hay pháp thuật cũng vậy thôi. Nơi này không giấy phòng thủ, nên lão nạp chủ trương là hạ thủ bất lưu tình, nhưng không được luyến chiến. Khi phát hiện điều gì đáng ngờ là lập tức rút lui ngay." Giang Hào nói: "Vừa lui vừa đánh, giết được thì cứ giết, và lại máu người có thể phá tà trận mà." Lúc này chợt nghe đạo cô bên phải lên tiếng: "Ta là một trong kim bài kiếm thủ đến từ thần nữ phong Minh Nguyệt Quán, nhưng kiếm thuật của ta không giống cô ta." Đạo cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua đạo cô trẻ hơn đứng bên trái, rồi sau đó nói: "Luận về đao kiếm thì cô ta đều cao minh hơn đạo cô ta, nhưng ngược lại ta có sở trường khác. Có lẽ ba vị là cao thủ mà quán chủ đã nói. Tuy nhiên bây giờ diện kiến mới thấy có chỗ bất đồng. Quán chủ nói là có một vị đại hòa thượng, một vị đạo sĩ và một vị giang tam công tử. Thế tại sao ba vị đều là tộc nhân cả vậy?" Thiên Y đại sư bước lên trước nói: "Lão nạp là Thiên Y đến từ Thiếu Lâm tự." Đạo cô gật đầu: "Là hòa thượng à? Được, đạo cô ta thích những đối thủ quang minh chính đại như vậy. Nói cho các vị biết đạo hiệu của ta cũng không sao, pháp hiệu của ta cũng không sao. Pháp hiệu của bản đạo cô là Lê Hoa Nữ." Phi Vân Tử liền nói: "Thì ra pháp hiệu như vậy nên mới không tuân theo khuôn phép. Nghe qua pháp hiệu của đạo cô thì hình như đạo cô không phải là bậc tính tu chốn thầm sơn, mà là danh hoa nhã sưng giữa chốn hồng trần." Lê Hoa Nữ mỉm cười nói: "Minh Nguyệt Quán tọa lạc trên thần nữ phòng, nên tất nhiên có điểm hấp dẫn tục nhân rồi. Các hạ là ai? Là đạo sĩ hay giang tam công tử?" Phi Vân Tử chậm rãi nói: "Bản đạo Phi Vân Tử đến từ võ đằng. Tán hoa quán chủ lần này huy động đến kim bài kiếm thủ trong Minh Nguyệt Quán thì hình như hơi đề cao bọn bản đạo rồi." Lê Hoa Nữ gật đầu nói: "Nói rất đúng. Đã 5 năm bọn ta chưa hạ sơn nên cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Lần này được quán chủ triệu tập là cũng nhờ các vị, nên bản đạo cô cảm kích vô cùng." Lúc này đột nhiên nghe ầm một tiếng vang trời, thì ra chiếc khoái thuyền đã cập bến Sa Châu. 24 võ sĩ mặc hắc y lập tức đổ bộ lên bãi cát vây quanh bọn Thiên Y đại sư. Tuy nhiên bọn võ sĩ này vẫn đứng theo đội ngũ rõ ràng. Thân thủ của Mộ Dung Thế Gia đứng ở hướng chính bắc,
nhân thủ của Nam Cung Thế Gia đứng ở hướng chính tây, còn hướng đông và nam là do hai đạo cô và bọn tiểu đào hồng án ngữ. Lúc này Giang Hào nhìn kỹ thì thấy võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia có nhiều chỗ khác nhau. Bên phía võ sĩ của Nam Cung Thế Gia có hơn phân nửa số nhân mang túi da bên hông màu đen, do bọn chúng mặc hắc y nên rất khó nhận ra. Phía võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia ngoài hắc y còn đội mũ màu đen, giữa ngực còn có áo giáp hộ thân. Giang Hào quan sát một lúc rồi cười nhạt nói: "Đại quân xuất trận được mang trang bị kỹ càng nhỉ?" Đại hán đứng đầu bên toán võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia cũng cười nhạt nói: "Đợi lát nữa ngươi sẽ rõ, đây là những võ sĩ tinh nhuệ của Mộ Dung Thế Gia, há có thể để cho ngươi xem thường sao?" Tiêu Đào Hồng dịch bước qua, nói với đạo cô mang song kiếm mấy câu, rồi cao giọng nói: "Thì ra là ngươi, chính ngươi đã giết thất sư muội của ta ở Đào Hoa Viện." Giang Hào lạnh lùng nói: "Trí nhớ khá lắm, một chút cũng không sai, chính ta đã giết à?" Tiêu Đào Hồng quát: "Giết ngươi phải đền mạng." Thiên Y, Giang Hào và Phi Vân Tử tỏ ra rất trầm tính. Bọn họ tuy rất tự tin vào tuyệt kỹ của mình, nhưng với trường diện trước mắt thì không thể không cẩn thận. Do vậy, cả ba đều ngầm tính sẽ động thủ đến cục diện thế nào thì rút lui. Lúc này, đạo cô đeo kiếm liền quát lớn: "Tiểu Đào Hồng, lui lại mau! Tên tiểu tử này khá cuồng ngạo, hãy để ta giáo huấn hắn một trận mới được." Giang Hào cười nhạt bước tới trước nói: "Được, kẻ nào ra tay cũng vậy thôi." Thiên Y đại sư liền nói: "Giang Tam công tử chớ khinh suất, kim bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán không phải là hạng tầm thường, sóng kiếm ả mang trên người tất có kỳ chiêu đó." Giang Hào vẫn bước tới trước nói: "Đa tạ đại sư chỉ giáo." Nói đoạn, chàng đề khí vận tập chân lực rồi xuất tử kim đao hoành trước ngực trở địch. Lần này bọn võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia không tiến tới mà lui ra sau ba trường, tạo thành một vòng vây khá rộng, đủ để các cao thủ thi thố tài năng. Đạo cô mang song kiếm tỏ ra khá trầm tính. Bà ta chậm rãi bước về phía Giang Hào, bước đi cũng cực kỳ uyển chuyển và hoa lệ, tư thế bạt kiếm cũng rất mực đẹp mắt, trông cứ như người chuẩn bị thi triển kiếm thuật trên võ đài, chứ không phải là chuẩn bị cho một trường quyết chiến. Tuy nhiên, Giang Hào trông thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ bộ pháp và tư thế xuất kiếm của đối phương chậm chạp như diễn luyện, nhưng không lộ ra một chút sơ hở. Chàng đã nắm chặt chuôi đao, nhưng không tìm ra được cơ hội để công kích. Nếu nghĩ kỹ thì đây quả thật là chuyện nực cười, bởi vì với thành tựu võ công hiện tại của Giang Hào mà không tìm ra cơ hội thích hợp để xuất đao thì là chuyện khó tin. Nhưng sự thật là như vậy, điều này chứng minh rằng trình độ tu luyện kiếm thuật của đạo cô đã đến cảnh giới thượng thừa rồi. Quả nhiên, khi song kiếm vừa được xuất ra thì một đạo kiếm khí vô hình đã chụp về phía trước, thân hình đạo cô cũng lập tức dịch động đến cách Giang Hào chừng 3 thước. Với khoảng cách này thì đao kiếm của song phương đã có thể đả thương lẫn nhau. Bỗng nhiên nghe đạo cô lên tiếng: "Bản đạo cô là Tăng Phi Yến, kim bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán, ngươi là Giang Hào phải không?" Giang Hào thản nhiên đáp: "Không sai." Chàng thấy Tăng Phi Yến không ngừng quét một quang nhìn ra xung quanh thì ngạc nhiên hỏi: "Nơi này ngoài ba chúng ta thì còn lại đều là người của Tam Thánh Hội, đạo cô còn muốn tìm ai nữa?" Tăng Phi Yến chậm rãi nói: "Các ngươi có 5 người phải không? Thế thì 2 người kia còn trên thuyền hay tàng thân dưới nước?" Giang Hào mỉm cười nói: "Điều này đạo cô tự đoán lấy, còn trên thuyền hay ở dưới nước đều có khả năng, khi cần xuất hiện thì tự nhiên bọn họ sẽ đến." "Thật là ngông cuồng, hãy xem kiếm đây." Lời chưa dứt thì song kiếm của Tăng Phi Yến đột nhiên vung lên, nhắm vào yếu huyệt trên người của Giang Hào kích tới. Kiếm khí ảo ạt như cuồng phong bão vỗ, kiếm quang sáng rực một vòng, hóa thành muôn ngàn ảo ảnh chụp tới đối phương. Còn Hồng Quan Chiến thì thấy rừng kiếm đao quang lấp loáng mà không thấy người và kiếm đâu cả. Giang Hào chưa từng thấy kiếm thế lợi hại và hung hiểm bá đạo như thế này, nên bất giác kinh hãi thầm nghĩ: "Đây là kiếm pháp gì mà có thể triển khai thành một trường diện rộng lớn như vậy chứ?" Phi Vân Tử cũng không nhìn thấy sự biến hóa. Lão là một kiếm khách thành danh nhiều năm trên giang hồ mà cũng kinh ngạc trước kiếm thuật của đạo cô Tăng Phi Yến. Do vậy, lão tập trung toàn bộ tinh thần quan chiến, sau đó tự hỏi: "Chiêu thứ nhất đã phong tỏa trong phạm vi 1 trượng vuông, thì chiêu thứ hai sẽ biến hóa như thế nào?" Tuy nhiên, Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử không lo lắng cho Giang Hào trước kiếm pháp lợi hại của đối phương. Bởi vì qua 1 năm cùng luyện tập võ công, thì họ đều biết Giang Hào có sự tinh tiến so với trước rất nhiều. Đặc biệt là sau khi lực lượng thần kỳ của dược vật trợ giúp, thì công lực của chàng càng thâm hậu đến độ kinh người. Quả nhiên không ngoài dự tính của Hòa Thượng và Đạo Sĩ, Giang Hào không thối lui cũng không tránh né,
chàng cung tử kim đao với chiêu xuyên vân thổ nguyệt, thân hình theo đao mà bay lên. Đao quang bảo hộ lấy thân thể, xông thẳng vào rừng kiếm khí dày đặc của đối phương. Đột nhiên, nghe tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên tục bất tận. Trong rừng đao quang kiếm khí chợt phát ra hàng ngàn ánh chớp tung tóe. Chớp mắt, cuộc tiếp chiến đã kết thúc. Đao quang kiếm ảnh đều thu lại và bóng người cũng tái xuất hiện. Không một ai trông thấy song phương đã giao thủ như thế nào. Nhưng trong vật thần sắc thì có thể đoán định được cục diện của song phương sau khi cận chiến. Thần sắc của Giang Hào hơi nhợt nhạt, vạt áo trước ngực bị rách hai đường, rõ ràng là do song kiếm của Tăng Phi Yến chạm vào, nhưng không thấy máu tươi chảy ra. Điều này chứng minh là chàng chưa bị thọ thương. Còn Tăng Phi Yến thì thần sắc cũng biến đổi, tóc rối hoa rơi, trên mặt mồ hôi vã ra như mưa. Như vậy cả hai bên đều chưa bị thọ thương, nhưng nhất thời đều kinh tâm động phách trước tuyệt chiêu của nhau. Tăng Phi Yến chấn định tinh thần rồi nói: "Trên giang hồ không ít cao thủ đã bỏ mạng dưới chiêu yến toàn ly hồn của bản đạo cổ. Ngươi là kẻ duy nhất thoát được chiêu này kể từ 10 năm qua. Điều này cũng đủ để ngươi tự hào rồi đó." Giang Hào thản nhiên nói: "Bây giờ tài hà mới phát hiện là người trong Minh Nguyệt quán nói năng rất lễ mạo, thái độ cũng rất ôn nhu, nhưng một khi xuất thủ thì chiêu thức đều là truy hồn đoạt mệnh. Nếu sợ ý một chút là lập tức bị lấy mạng ngay." Tăng Phi Yến cười nhạt rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi chớ vội đắc ý. Nếu ngươi dám đơn đả độc đấu 200 chiêu thì nhất định bản đạo cô sẽ lấy mạng ngươi." Giang Hào cười khẩy nói: "Nếu không giết được tài hạ thì sao?" Tăng Phi Yến chậm rãi nói: "Ta không thể đánh cuộc với ngươi, bởi vì ta chỉ có một sinh mạng này chứ không còn vật gì khác. Nếu ngươi có thể thắng thì điều đó đồng nghĩa với việc ngươi lấy mạng ta. Nhưng ngươi nên nhớ, đệ tử của Minh Nguyệt quán có một thứ bản lãnh giết địch sau khi chết. Đương nhiên đó là trường hợp của người mới chết. Ngươi có thể không tin chuyện này, nhưng bản đạo cô phải nói cho ngươi biết trước. Những năm gần đây ta rất ít gặp cao thủ chân chính. Bây giờ ngươi có thể hóa giải được chiêu yến tỏa ly hồn này thì có thể xem là đối thủ thật đáng sợ của đạo cô rồi. Do vậy bản đạo cô không thể không nói lời khâm phục." Giang Hào gật đầu nói: "Luyện kiếm là một việc rất nghiêm túc. Ngươi có thành tựu trên kiếm thuật thì không thể quá gian trá như thi triển các loại võ công khác. Vì thế tài hạ cũng trả lời thành thật với đạo cô rằng tuy kiếm thuật của đạo cô rất tinh diệu và kỳ bí, nhưng vẫn không thể giết được tại hạ." Tăng Phi Yến cười nhạt rồi tiếp lời: "Nói như vậy là ngươi có thể giết bản đạo cô." Giang Hào tỏ ra khiêm tốn nói: "Giang mỗ không có ý nghĩ này, nhưng có thể khẳng định một điều rằng cuộc đọ sức này sẽ rất vất vả cho tài hạ lẫn đạo cô. Chuyện thắng bại có thể không nằm trong sự khống chế của song phương. Nếu tiếp tục động thủ thì trường diện sẽ rất nguy hiểm. Đạo cô đã nghĩ đến điều này chưa?" Tăng Phi Yến thản nhiên nói: "Người của Minh Nguyệt quán một khi quyết định chuyện gì cũng đều rất cẩn thận, nhưng đã quyết định rồi thì tuyệt đối không thay đổi." Giang Hào ngửa mặt lên trời rồi sau đó nói: "Đã như vậy thì mời đạo cô xuất thủ." Lúc này Tăng Phi Yến không hề khách khí, bà ta nâng song kiếm lên rồi bất ngờ điểm về phía Giang Hào. Hai thanh trường kiếm rõ ràng đâm thẳng tới trước, nhưng còn cách ngược Giang Hào chừng hai thước thì đột nhiên hóa thành một mảng kiếm hoa, song kiếm biến thành sáu đạo kiếm ảnh. Sau khi đối phương xuất thủ thì Giang Hào hoành ngang tử kim đao trước ngực, và khi song kiếm của đối phương có sự biến hóa thì đơn đao của chàng lập tức phát chiêu. Đấu pháp này tuy rất nguy hiểm nhưng rất có uy lực với đối phương, bởi vì thế đao chậm một chút thì kiếm thế của đối phương sẽ đâm trúng ngực và lập tức vong mạng ngay. Vì vậy người xuất đao cần phải có thủ pháp nhanh như chớp, chỉ ít thì cũng phải nhanh hơn kiếm thế của đối phương. Như vậy đao pháp mới có thể phát huy được tác dụng. Lúc này Giang Hào xuất đao nhanh như ánh chớp, đao vừa xuất thì một đạo hàn quang đã quét ra và ảo kiếm của đối phương lập tức bị quét sạch. Song kiếm cũng bị khóa chặt và bị thế đao xoay chuyển hóa giải hoàn toàn. Chỉ một đao phản kích nhưng Giang Hào đã bị cướp lại tiên cơ, đồng thời còn bước Tăng Phi Yến phải thối lùi ba bước. Đột nhiên chàng nghe lời Thiên Y đại sư văng vẳng bên tai nói: "Giang Tam công tử, không thể thắng và cũng không thể giết vị kim bài kiếm thủ này. Điều đó sẽ khiến Tán Hoa tiên tử đề cao cảnh giác đó. Lúc này không phải là cơ hội để hạ sát thủ, tốt nhất là thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên đối với võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia thì không cần hạ thủ lưu tình. Bọn chúng quá đông nên không giết để thị uy thì không thể khiến bọn chúng khiếp sợ." Do lão hòa thượng dùng thuật truyền âm nhập mật phát lời cảnh tỉnh nên chỉ mỗi mình Giang Hào nghe được. Tuy nhiên trong khoảng thời gian Thiên Y hòa thượng nói thì song kiếm và đơn đao đã chết giải 12 chiêu rồi. Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên những thanh âm chói tai liên tục bất tận.
chợt nghe Tăng Phi Yến nói: "Hào đao pháp, hào công phu, quả nhiên là cao thủ đệ nhất mà ta gặp lần đầu tiên từ khi xuất đạo. Nào, hãy tiếp tử thập bát liên hoàn phi không chạm của ta nhé. Thức thứ nhất, tiềm long ngoại đáo thiền." Lời vừa dứt thì Tăng Phi Yến tung người lên cao hai trường, thân hình còn đang ở trên không trung thì song kiếm đã vung ra và công thẳng xuống. Giang Hào cũng lập tức xuất đao quét ra một đường, bạt song kiếm giạt ra ngoài. Nhưng Tăng Phi Yến mượn lực tương tiếp của đao kiếm mà tung người lên cao tám thước. Lần này người cũng vắt ngang trên không trung và song kiếm nhanh như chớp công xuống, buộc Giang Hào phải ngửa mặt huy động đơn đao chống đỡ. Cuối cùng Giang Hào đã hiểu lai lịch của hai chữ Phi Yến, thì ra đối phương có thể phi lượn trên không trung chẳng khác gì chim yến. Không những tư thế võ công tuyệt mỹ mà thân người và trường kiếm cũng hợp nhất với nhau, tạo thành một lực xuất thủ khá uy mãnh. Nhờ vào sự xoay chuyển nhẹ nhàng trên không trung mà kiếm pháp phát huy được uy thế tối đa. Tuy trông thấy đơn giản nhưng thế kiếm nhanh như hành vân lưu thủy, chiều chiều thức thức công kích không ngừng, và thức nào chiêu nấy cũng đều có uy thế truy hồn đoạt mệnh. Đây là kiếm pháp mà Giang Hào chưa từng trông thấy bao giờ. Ngay cả một kiếm khách thành danh như Phi Vân Tử cũng bị thu hút bởi sự hấp dẫn của kiếm pháp. Sau 15 chiêu thì Giang Hào cũng cảm thấy mình hao tổn quá nhiều công lực để chống đỡ. Nếu không thay đổi đấu pháp thì e rằng khó lòng cầm cự được lâu. Vì thế chàng đã nghĩ đến lúc phải lui binh rồi, nên luôn tìm cách để triệt thoái. Bỗng nhiên chàng tung người mãnh công một đao, đồng thời thân hình cũng xoay chuyển. Khi hạ xuống đất thì chàng đã thoát ra khỏi vòng chiến hơn 3 trường. Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử cũng lập tức phối hợp với hành động của Giang Hào. Hai lão đều dịch bộ đến bên cạnh chàng, tạo thành thế thủ ba mặt, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đây là phương hướng phòng thủ của võ sĩ Mộ Dung Thí Gia, nên bọn này lập tức khai triển đội ngũ bao vây lại. Phi Vân Tử thấy vậy liền xuất kiếm nhanh như gió, chớp mắt lão đã đánh ra 7 đường kiếm. Tuy thế kiếm cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, nhưng chỉ đả thương được một võ sĩ, bởi lẽ bọn này đều mặc giáp y trước ngực nên đao kiếm rất khó đả thương bọn chúng. Nhờ vậy mà bọn võ sĩ này ngang nhiên xông vào và khép chặt vòng vây, khiến cho Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử và Giang Hào nhất thời phải rối loạn tay chân. Nhưng sau 10 chiêu thì bọn họ đã nhìn thấy được yếu điểm của những tên võ sĩ này. Tuy bọn chúng mặc giáp y nhưng chỉ bảo vệ được trước ngực, sau lưng và đỉnh đầu mà thôi. Ngoài ra những nơi khác còn lại của thân thể đều sẽ bị đao kiếm xâm phạm. Đáng tiếc là bọn chúng gặp phải 3 cao thủ có tuyệt nghệ phi phàm, nên một khi động sát cơ thì bọn họ đều biến chiêu, đao kiếm đều nhắm vào những kẽ hở của đối phương mà xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh xuất ra cực nhanh, nhanh đến độ bọn võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia không kịp ứng biến. Một loạt tiếng kêu thảm vang lên, 8 tên giáp y võ sĩ lần lượt ngã xuống, 2 tên chủy hy không kịp thối lui nên cũng cùng chung số phận. Tuy nhiên, 10 tên giáp sĩ này vẫn chưa tuyệt mệnh, nhưng bọn chúng đã hoàn toàn trở thành người tàn phế. Nhất thời tiếng rên la vang dậy một vùng, máu tươi tuôn ra lênh láng trông thật khủng khiếp. Bọn võ sĩ của Nam Cung Thế Gia bị thảm cảnh này làm cho kinh hồn bạt vía mà chồn bước. Bọn chúng đứng ngoài xa nhìn đối phương bỏ đi chứ không dám xuất thủ ngăn cản. Tăng Phi Yến bước lại quan sát thương thế của những võ sĩ thì kinh hãi thầm nghĩ: tuy võ công đôi bên có sai biệt, nhưng đao kiếm xuất thủ chuẩn xác thế này thì tuyệt không kém song kiếm của ta. Tiểu Đào Hồng buông tiếng thở dài rồi nói: xem ra thủ pháp của bọn chúng còn tàn độc hơn cả Minh Nguyệt Quán của chúng ta. Nàng quay sang đám võ sĩ Nam Cung Thế Gia, sau đó nói: chớ vì hãy giúp ta một tay băng bó vết thương cho bọn họ. 10 võ sĩ Mộ Dung Thế Gia đều trở thành người tàn phế, dù có danh y cũng không thể nào cứu chữa được bọn chúng. Nơi bị chúng đao kiếm đều là những gân mạch quan trọng. Trận chiến này khiến cho Tam Thánh Hội thu được một bài học quan trọng là tuyệt nghệ của song phương quá sai biệt, nếu miễn cưỡng động thủ thì chỉ gây nên một trường đổ sát mà thôi. Lúc này Tiểu Đầu Hồng tuy không thể làm chủ trước mặt hai vị kim bài kiếm thủ, nhưng vì thọ mệnh chỉ huy hành động lần này nên nàng lập tức hạ lệnh cho bọn võ sĩ Nam Cung Thế Gia đưa những kẻ thọ thương trở về Cô Tô. Kế đó nàng quay sang Lê Hoa Nữ rồi cung thủ nói: chúng ta vừa đối phó không phải là đối thủ tầm thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, vì thế chúng ta ở lại đây cũng vô ích. Lê Hoa Nữ gật đầu nói: đúng vậy, ở lại có khi còn bị mất mặt cũng không chừng. Đối với vị Lê Hoa Nữ, Tiểu Đào Hồng luôn tỏ ra cung kính sợ sệt. Nàng gặp người nói: hay là chúng ta quay về bẩm báo với quán chủ. Lê Hoa Nữ nói: các ngươi cứ quay về, một mình ta sẽ đuổi theo tung tích của bọn chúng, sau đó ta sẽ để lại ám hiệu, rồi các ngươi thỉnh thị sự định đoạt của quán chủ. Lời vừa dứt thì bà ta cũng vọt lên không trung, lướt đi trong màn đêm, thoáng chốc đã mất tiêu hành tích. Tiểu Đào Hồng lại nhìn sang Tăng Phi Yến chờ chỉ thị.
vị tam cô nương này tuy là đệ tử được Tán Hoa tiên tử sủng ái nhất, nhưng trước mặt Kim Bài kiếm thủ thì cử chỉ luôn tỏ ra cẩn thận. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng được sự sủng ái. Tăng Phi Yến chậm rãi nói: "Để cho Lê Hoa muội muội đi đi. Mấy năm nay, Lê Hoa muội muội đã tham ngộ được không ít sự biến hóa của pháp thuật. Do vậy, một khi gặp phải cơ hội để thi triển thân thủ thì làm sao bỏ qua được?" Tiêu Đào Hồng nói: "Nhưng Lê Hoa tiền bối chỉ hành động một mình như vậy, há chẳng phải là mạo hiểm lắm sao?" Tăng Phi Yến nói: "Thuật độn giáp của bà ta đã tu luyện có thành tựu, có thể mượn vật độn hình, chớp mắt là tiêu tán, không còn trông thấy hành tích nữa. Vì thế muốn cầm giữ bà ta quả không phải là chuyện dễ. Người đã được chân truyền của Minh Nguyệt Quán, trong đêm tối có thể trông thấy cảnh vật ngoài năm trường. Nhưng người có trông thấy Lê Hoa nữ đi như thế nào không?" Tiêu Đào Hồng lắc đầu nói: "Nếu sau trận chiến này mà đệ tử vẫn giữ được sinh mạng, thì khi quay về Minh Nguyệt Quán, đệ tử sẽ thỉnh cầu quán chủ cho đệ tử luyện pháp thuật thôi." Tăng Phi Yến mỉm cười nói: "Quá muộn rồi, nhưng vẫn có thể tu luyện được. Kiếm thuật và thuật pháp của sư phụ người đều tinh thầm. Ngoài ra bà ta còn tinh thông y đạo, nên một khi bà ta muốn truyền thụ thì người có dùng cả đời cũng không hết." Ngừng một lát, Tăng Phi Yến nói tiếp: "Chúng ta quay về thôi. Những gì quán chủ muốn biết chúng ta đều đã biết rồi." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.